Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 14 tháng 3 năm 2023. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Này Chúa, giáo của chúng con, Chúa ơi, để học lời của Chúa một cách trung tín, có quá nhiều thử thách đối với chúng con. Con biết nhiều anh chị em con còn khó khăn để có lời của Chúa lắm, khó khăn để học được lời của Chúa lắm. Xin Chúa đưa lời của Chúa đến với anh chị em con, giúp anh chị em con có thể học lời của Chúa. Giờ này xin Chúa ngài dẫn dắt cho mình con, thêm sức cho con. Con cảm ơn Chúa, con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Bài học của chúng ta hôm nay có cái đề tựa đó là trách nhiệm cộng đồng. Xin chúng ta cùng đọc Kinh Thánh trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 21 câu 1 đến câu 9. Khi nào trong đất mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi nhận lấy, người ta gặp một người nam bị giết nằm sải trên đồng, chẳng biết ai đã giết, thì các trưởng lão và quan án của ngươi phải đi ra đo bề xa từ người bị giết đến các thành ở chung quanh người. Đoạn các trưởng lão của thành gần người bị giết hơn hết phải bắt một con bò cái tơ chưa làm việc hay mang ách, dẫn nó đến một dòng nước hàng chảy gần đó, không ai cày và gieo, rồi tại nơi ấy trong khe vặn cổ con bò cái tơ. Những thầy tế lễ và con trai Lê Vi sẽ đến gần, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chọn các người ấy đặng phục sự ngài và nhân danh Đức Giê-hô-va mà chúc phước cho. Tùy loài miệng họ làm bằng phải quyết phán các sự tranh tụng và thương tích. Bây giờ hết thảy những trưởng lão của thành ở gần người bị giết hơn hết sẽ rửa tay mình trên con bò cái tơ mới bị vặn cổ ở trong khe. Đoạn cất tiếng nói rằng: tay chúng tôi chẳng đổ huyết này ra, mắt chúng tôi chẳng thấy gì. Lạy Đức Giê-hô-va, cầu xin ngài tha tội cho dân sự ngài mà ngài đã chuộc. Xin chớ kể huyết vô tội cho dân Israel của ngài, rồi tội sát nhân sẽ được tha cho họ. Như vậy, ngươi làm điều ngay thẳng tại trước mặt Đức Giê-hô-va và cất huyết vô tội khỏi giữa mình. Chúng ta cùng đọc phần bài học. Câu ghi nhớ của chúng ta là câu 8. Câu hỏi suy gẫm: khi có một người bị giết mà không rõ thủ phạm, những ai phải liên can và cần làm những gì, những điều gì? Mục đích và ý nghĩa của những nghi thức ấy là gì? Đâu là trách nhiệm của hội thánh trong xã hội ngày nay? Khi phát hiện một người bị giết nơi vùng đất trống không, không biết thủ phạm, thay vì bỏ qua thì luật của dân Israel đòi hỏi phải thực hiện một số hoạt động. Các trưởng lão và quan án phải hành động trước. Họ xác định thành gần nhất phải chịu trách nhiệm. Sau đó các trưởng lão của thành này cùng những thầy tế lễ sẽ đứng ra bắt con bò cái tơ, vặn cổ nó ở một khe nước, rửa tay trên con bò bị vặn cổ, tuyên bố sự vô tội của thành mình và khẩn xin sự tha thứ của Chúa cho dân chúng. Một vụ giết người chưa tìm ra thủ phạm sẽ gây ra bất ổn, nghi ngờ, mặc cảm, lo sợ cho dân chúng. Chúa không chấp nhận huyết vô tội làm ô uế sứ thánh. Dân Số Ký đoạn 35 câu 33: vì cả quốc gia phải ở dưới sự thành nộ của Chúa, toàn thể cộng đồng bao gồm những nhà lãnh đạo tôn giáo, người nắm giữ luật pháp và dân chúng đều phải có trách nhiệm trước cái chết của một người. Các thủ tục mang tính nghi lễ được tiến hành để dân Chúa thấy mình có trách nhiệm với người bị hại trên vùng đất gần nơi mình sống. Các lãnh đạo tôn giáo và dân chúng nhập cuộc để trấn an người dân, công khai tuyên bố toàn thể dân làng không phạm tội giết người và cũng không biết đến thủ phạm. Đồng thời, họ cũng dâng phần không biết đó lên cho Chúa với lòng tin cậy, nghi lễ và trách nhiệm làm dịu cơn giận của Chúa và tránh việc nghi ngờ lộn xộn trong dân chúng, đồng thời duy trì luật pháp cùng trật tự trong xã hội. Dân Chúa phải là một cộng đồng sống công chính, ngăn chặn những vết nứt hủy hoại xã hội và đem đến sự chữa lành. Trung tâm của sự chữa lành là Chúa của sự công chính. Con dân Chúa đang sống trong thời đại đầy bạo lực, bất công và loạn lạc.
Chúng ta dễ rút lui hay làm ngơ trước các vấn đề của xã hội. Sự công chính của Chúa thách thức chúng ta nhận lấy trách nhiệm của mình trước những tiêu cực trong xã hội. Chúng ta không được xem mình vô can, nhưng cần bày tỏ sự công chính của Chúa qua lối sống, tình yêu và hành động cụ thể để bảo vệ cho công lý. Hội Thánh Chúa là cơ đốc nhân cần sống tích cực và góp phần trong việc duy trì một xã hội công chính bằng nếp sống bày tỏ sự công chính của mình, đồng thời tin cậy Chúa là đấng ban cho điều tốt lành trên tất cả mọi người. Cảm ơn Chúa. Điều mà lại thấy được qua cái bài học này, lại cũng muốn học cùng với cô chú anh chị một điểm thôi. Đó là chúng ta được Chúa đặt để trên đất này. Không phải là vô cớ. Và Chúa muốn chúng ta nhìn thấy cái xã hội này đang ở trong cái sự hư hoại của tội lỗi. Mình nhìn đâu cũng thấy tội lỗi. Mình đọc bài báo ở trên mạng thì mình cũng thấy đầy dẫy những tội lỗi. Tội lớn thì người ta đánh nhau, chiến tranh, giết người một hàng loạt. Còn nhỏ thì những cái vụ trộm cắp, giết người, và phải nói rằng đọc đâu cũng thấy tội. Đến nỗi mình nhìn thấy xã hội này đầy dẫy tội lỗi. Và dễ lắm mình sẽ gọi là nghĩ rằng ồ, đâu phải, đâu tôi không có liên can gì hết. Tại xã hội nó đầy tội lỗi thôi. Tôi là một hội thánh mà chúng tôi thánh lắm, tôi đâu có trách nhiệm gì trong chuyện này. Không phải. Chúa còn cho chúng ta sống ở trên đất này để chúng ta thấy rằng mình là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Chúa đặt để mình ở trong một cái môi trường, trong một cái xã hội để làm cho họ nhận biết ánh sáng của Chúa, hay nhận biết cái chân lý lời Chúa, hay nhận ra cái sự cứu chuộc của Chúa để mà họ để thay đổi cái xã hội này của chúng ta. Mình nhớ đó, ở Xin Suối Hồ là cái làng người ta trồng cần sa, người ta đãi nhau bằng ma túy, bằng cần sa. Nhưng rồi khi một người đầy tớ của Chúa đi học về và anh bắt đầu truyền đạo của Chúa, và nơi đó được Chúa biến đổi để trở thành một cái làng mà được chính thủ tướng công nhận đó là cái làng văn minh vì cớ tin lành đã được truyền ra. Cho nên bây giờ trong cái khuôn khổ hạn hẹp nhỏ xíu thôi, ở nơi công sở chúng ta làm, chúng ta nhìn thấy những người khác họ giành giật nhau, họ đè bẹp lên nhau, họ nói xấu nhau, họ tranh giành nhau. Thì mình ở giữa đó, mình có cái trách nhiệm, đó là Chúa muốn mình làm chứng về Chúa cho những người đó để họ được thay đổi, để cái chỗ mình làm nó được tốt hơn. Hay là cô chú anh chị em vẫn tranh giành giống như họ. Hay là cô chú anh chị em cứ tiếp tục cũng sống như họ, chiến đấu với họ, thì lấy gì mà mình có thể làm chứng cho họ được? Hay là mình đang ở trong cái gọi là hội thánh nhưng mà mình vẫn còn tranh giành, ganh ghét, đố kỵ lẫn nhau nhiều lắm cô chú anh chị em. Hãy nói rằng Chúa đặt để chúng ta một cái trọng trách rất lớn khi chúng ta ở trên đất này. Chúng ta nhìn thấy họ đang bị đùa đến chốn hình khổ, nhìn những con người tội nhân, thương họ, để mà mình sống, mình rao truyền danh của Chúa, mình cho họ biết cái giải pháp duy nhất để được thay đổi chỉ là tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa của mình. Xin Chúa giúp cho chúng ta, để rồi chúng ta nhìn thấy, chúng ta cầu nguyện, chúng ta tiếp tục. Một mình lại cũng không làm chứng được cho bao nhiêu người, bởi lại cũng không có được ơn làm chứng cho lắm. Nhưng mà bài học hôm nay, xin lời của Chúa thúc giục lòng của cô chú anh chị em, biết đâu trong những người đang nghe cái phần bài học này, Chúa đụng chạm và chính người đó là người được ơn làm chứng, sẽ biến đổi cái cộng đồng xung quanh chỗ của người đó. Chúng ta học lời của Chúa, để rồi Chúa sẽ có cái cách để mà dùng lời của Chúa tác động vào lòng của chúng ta khi chúng ta nhận được. Cho nên hãy chia sẻ, hãy cho anh em chúng ta cùng học, để rồi mỗi người chúng ta nhìn thấy rằng mình được đặt
để ở giữa một cái chỗ mà xung quanh nó có thể còn xấu, nó còn có những tội lỗi, và chính điều đó là nơi mà Chúa muốn chúng ta bắt đầu hầu việc Chúa. Chúa đến thế gian khi thế gian đầy tội lỗi. Chúa đã chịu chết thập tự giá, chịu sỉ nhục vì có tội lỗi của chúng ta. Thì Chúa đặt để chúng ta ở cái nơi mà chúng ta đang ở. Chúng ta đừng có chọn gọi là cái nơi mà gọi là tôi phải ở một cái nơi mà không có tội lỗi thế này thế kia. Nhưng mà Chúa đặt để chúng ta ở một cái nơi mà chúng ta phải làm chứng. Trong những ngày qua lại học được một cái bài học về rất là đặc biệt, rất là khác biệt của Chúa anh chị em, về việc mà ông Abraham với Lot khi mà chọn cái vùng đất hứa đó, thì do cái sự hai bên có cái sự tranh giành của những đầy tớ, cho nên Abraham mới nói là Lot chọn trước đi, chọn ở bên đây thì ông sẽ nhận bên kia, mà chọn bên kia thì nhận bên đây. Thì chúng ta thấy rằng chúng ta thường hay học cái bài học đó là ông Lot, ông nhướng mắt lên, ông thấy cánh đồng bằng, ông thấy trù phú, ông chọn cái lợi ích trước mắt. Trong khi ở đó nó có Sodom với Gomorrah là hai thành phố đầy tội lỗi. Ông đã chọn trước mắt mà ông đến đó để rồi ông ở trong cái thành phố tội lỗi đó. Mình trách. Còn Abraham thì đi vào trong đất hứa. Nhưng mà mình quên đi một điều, thật ra cái bài học mà Chúa dạy lại đó, đó là vì Abraham có Chúa. Ông Abraham ông đi đến đâu á, ông cũng lập bàn thờ để thờ phượng Chúa hết á. Là tại ở chỗ đó ông mới cầu khẩn danh Đức Giê-hô-va. Ông bước vào trong xứ Canaan cũng không phải là không có tội lỗi đâu, bởi vì dân Canaan đầy tội lỗi. Sodom Gomorrah thì cũng đầy tội lỗi. Nhưng mà mình để ý không có chỗ nào nói ông Lot ông lập bàn thờ, ông thờ phượng Chúa, ông cầu khẩn Đức Giê-hô-va hết. Cho nên đó là cái không phải là cái chỗ chọn mà là con người chọn. Có nghĩa là ông Lot ông đã vào trong Sodom Gomorrah nhưng mà ông đã không có giúp gì cho cái Sodom với Gomorrah tốt hơn hết. Nhưng mà Abraham bước vào trong đất hứa thì ông đã lập bàn thờ để rồi tại nơi đó danh của Đức Giê-hô-va được được người ta biết đến. Như vậy thì chúng ta thử đặt một cái câu hỏi, đó là giả sử hôm đó ông Lot ông chọn ở mấy bên đây sông Giô-đanh thì ông Abraham sẽ chọn ở bên cái chỗ Sodom như Gomorrah thì sao? Thì có thể lắm ông Abraham ông cũng sẽ lập bàn thờ và người ta biết đến danh của Chúa, và biết đâu nhờ đó mà thành Sodom như Gomorrah được cứu sao? Ý lại muốn nói đó là gì? Là Chúa đặt để chúng ta, đôi khi chúng ta cũng không được sự lựa chọn. Đôi khi chúng ta ở trong một cái xóm mà người ta đánh nhau hàng ngày. Người ta có thể nhậu say xỉn. Người ta có thể trộm cắp. Mình không có than vãn là Chúa ơi sao Chúa để con ở trong chỗ này mà Chúa không để con ở trong một cái căn biệt thự, một cái căn chung cư biệt lập mà, để con không có phải vướng với những người tội lỗi như vậy. Nhưng mà Chúa nói rằng ta đặt con ở nơi đó để làm muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Những người mà con nhìn thấy đó là những người họ đang cần con đó. Phải không cô chú anh chị em? Không phải là mình được chọn ở cái chỗ nào mà gọi là thích hợp, thuận lợi cho mình đâu. Nhưng mà Chúa đặt để chúng ta ở một cái chỗ đó để là cơ hội để chúng ta có thể hầu việc Chúa. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta nhìn ra cái chỗ của chúng ta, nhìn thấy cái nhu cầu của những người xung quanh chúng ta. Mong rằng là Chúa sẽ động chạm đến cô chú anh chị em để chúng ta cũng nhận được cái bài học. Lại đọc cái phần câu hỏi. Bạn làm gì để bày tỏ trách nhiệm với cộng đồng Chúa đang đặt để bạn ở trong đó? Dạ, câu hỏi này thì chắc của chương trình trả lời rồi, được rồi ha. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa công chính là đấng con thờ phượng mà yêu mến. Xin cho con sống công chính trong đời sống cá nhân lẫn trong cộng đồng Ngài đang đặt để con là một thành phần ở trong đó, để con sự công chính của Ngài, để qua con sự công chính của Ngài được bày tỏ qua nhiều người. Chúa ơi, xin mở mắt chúng con, mở lỗ tai chúng con, để chúng con thấy ý muốn của Chúa khi Ngài đặt để chúng con ở chỗ này là gì. Chúa muốn chúng con làm gì? Xin cho chúng con thấy được điều đó. Và xin giúp chúng con để chúng con làm được, Chúa ơi. Chúng con cần Chúa. Cảm ơn Chúa, xin cho bài học này đến với nhiều anh em con. Kêu gọi anh em con bước vào trong chức vụ, bước vào trong công việc mà con không thể làm được như anh em con làm được. Và chỉ cho con những gì con có thể làm được. Con cảm ơn Chúa.
Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.